D. Cảnh giới của tưởng ấm một tham cầu thiện xảo Kinh văn A nan bỉ thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tả lự, viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái viên minh, nhuệ kỳ tinh tư, tham cầu thiện xảo Việt dịch A Nan khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, phát minh tính viên định, trong tam ma đẻ tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. Giảng A Nan khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, không còn một niệm tưởng xấu ác nào có thể khuấy động hành giả được nữa, phát minh được viên định trong tam ma đẻ tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn, nên thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh dòng trong việc quán chiếu lại nội tâm, đó cũng là trạng thái viên minh. Hành giả mong cầu có được phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh, tâm tham cầu do vậy mà phát sinh kinh văn nhĩ thời thiên ma hậu đắc kỳ tiện phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp việt dịch khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác dùng miệng người đó giả thuyết kinh pháp giảng khi ấy thiên ma lục dục thiên chờ được cơ hội thuận tiện biết hành giả tu tập định lực gần hoàn chỉnh nó đợi dịp thuận tiện để gá vào nó rình rập một vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi định lực của hành giả thiếu kiên cố, thì lối vào hiển bày. Một khi hành giả sanh khởi vọng niệm, thì định lực không còn kiên cố nữa, và thiên ma liền có dịp may để giá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó đến nơi đó phá hủy định lực của người tu hành kia trước khi sắc ấm và thọ ấm hết sạch thiên ma chiếm đoạt và quấy rối người tu hành nhưng sau khi sắc ấm và thọ ấm tiêu dung hành giả đến phạm vi tưởng ấm thì thiên ma không thể chiếm đoạt hành giả được nữa nó phải chiếm đoạt thân xác của người khác rồi giảng pháp cho hành giả ấy nghe thông qua miệng người mà ma đoạt được thân xác người ấy giảng kinh nhưng pháp người ấy giảng lại là tà pháp nên các ông phải nhận thức cho được điều sai lạc ấy